Thanksgiving 2022. This is my auntie. And dad's, look at Bato. Y'all mad at you, man, Julie? No, hi, baby. Thanksgiving. Look at the gun. Look at the wait, is that your cookie? Keith and by. Oh my gosh. Hi guys. And Ashley. No, they know. They just came from a bad cold from. Okay, ready, go, action. We come in here about day for Thanksgiving for year 22. I hope every year we can meet together or everywhere we got a big family like that. Sorry. Tôi muốn bà muốn nói với tất cả gia đình của mình là đầu tiên bà lợi dụng vào cái ngày hôm nay để tụ họp lại để weekend thank you together whole family. Riêng cá nhân của ba má thì năm nay cũng là một cái kỷ niệm. Ba tỏ lời cảm ơn tất cả các con, các cháu và tất cả mọi người trong gia đình đã cho ba được một ngày Thanksgiving ở Arlington, Đà Lạt. Đó là những cái dream come true for Thanksgiving. And thank you everyone. Yeah. We come in here about day for Thanksgiving for year 22. I hope every year we can meet together or everywhere we got a big family like that. Sorry. Tôi muốn bà muốn nói với tất cả gia đình của mình là đầu tiên bà lợi dụng vào cái ngày hôm nay để tụ họp lại để weekend thank you together whole family. Riêng cá nhân của ba má thì năm nay cũng là một cái kỷ niệm. Ba tỏ lời cảm ơn tất cả các con, các cháu và tất cả mọi người trong gia đình đã cho ba được một ngày Thanksgiving ở Arlington, Đà Lạt. Đó là những cái dream come true for Thanksgiving. And thank you everyone. Yeah. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình chúng ta tụ họp ngày hôm nay. Ta đọc phần kinh lạy cha, kinh kính mừng để cầu nguyện cho các linh hồn. Nó đúng là thì tại vì mình cũng có tiên nhân, cũng có những người đã xây dựng cho mình cái gia đình này, có tất cả mọi người đã đến đã ở với chúng ta và đã ra đi trước chúng ta. Nhân lên cha bà con và thánh thần amen.